muốn quá chừng. Này mà có cá sặc cá lồng tông của chú anh chị. Dạ Trường mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Đời Sống An Nhiên của Trường Vlog. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì ngày hôm nay Trường có công việc ở nhà, xong cái cũng tổ chức ra một cái cuộc đi kéo lưới của chú anh chị, kéo lưới ở dưới vòng ở bên kinh này nè, kiếm một ít cá để chút nữa mình bầm nhồi khổ qua với chú anh chị. Thì ở đây không có gì hơn thì chủ yếu là có cá đồng, mình có gì mình làm ăn kéo lên ăn cái đó với chú anh chị. Thì do là Trường cũng đang cũng rảnh á, thì quay lên cái bữa nay đi kéo lưới cho quý chú anh chị xem luôn. Thì cảnh đồng quê quý chú anh chị chắc cũng nhớ quê, thì mình cũng mới vừa ăn Tết xong, ngày mới qua năm đầu tháng. Thì Trường cũng kính chúc quý chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc. Thì hiện tại giờ đang chờ người ông thứ ba trong nhà ra lần lấy lưới kéo với chú anh chị để kéo thử vòng vòng ở đây coi có cá gì không. Thì ngày hôm qua Trường lên cái livestream á, mà Trường có công việc đột xuất cái Trường xuống live, thì Trường không có nói rõ vấn đề ra được, cái mong quý cô chú anh chị cũng thông cảm cho Trường. Ngày hôm nay kéo kiếm ít cá với chú anh chị để chút nữa về cái Trường làm một cái video ẩm thực cho quý cô chú anh chị xem luôn. Ở đây thì cá tự nhiên chứ chưa có nuôi của chú anh chị. Ở đây giờ chắc còn cá lồng tông với lại ba cá sặc rồi nhiều thôi, chứ ngoài ra cũng chưa biết có cá hay không nữa. Để đang kéo lưới kiếm ít tép với lại cá lồng tông, cá sặc đồ với chú anh chị. Để hồi nữa chỉ có tép, có cá lồng tông cái mình kho, còn có cá sặc á, cá tạp á, cái bầm ra còn nhồi khổ qua với chú anh chị. Trường chỉ thích ăn cá thôi, chứ thịt này kia nọ thì Trường cũng không ăn, thích ăn mấy. Tại vì ăn con cá thì nó giống như là nó sinh mạng, nó nhỏ thì mình giống như là quý cô chú anh chị kêu ăn chay á, thì mình hạn chế sát sanh giết con này con kia. Còn cá mắm thì nó nói chung giờ nó giống như kiểu là sinh mạng nó nhỏ, mình có thể ăn được. Thì giờ đang chuẩn bị lấy lưới ra kéo quý cô chú anh chị. Trong cái video đây thì Trường cũng xin gửi đôi lời đến quý cô chú anh chị như vậy. Thì cái câu chuyện của Trường với Ven á, thì quý cô chú anh chị cũng hơi thắc mắc và tò mò về vấn đề là giữa Trường với Ven như thế nào, mà tại sao chia tay này kia nọ. Thì thật sự là Trường cũng nói rõ trên vấn đề trên video cũng khá là nhiều lần rồi. Thì không phải là Trường có cái ý định gì cả. Thì thật sự là Ven hiện tại thì Ven đang đi chung với bạn Thoại và thầy Phước. Thì cái vấn đề của công việc của Ven thì Ven làm gì làm. Thì Trường năm nay Trường rất là nhiều việc nên Trường chưa có biết được là như thế nào, nên Trường cũng hạn chế để mà đi cùng với Ven để quay Ven. Thật sự là Trường cũng đâu có ghét bỏ hay là cái gì với Ven đâu, tại do là nhiều công việc của quý chú anh chị, thì nhiều có nhiều kênh thì nó lên nó nói xàm nó bậy nó tù lưa tù lẹ trên đó. Thì quý chú anh chị cũng đừng có hiểu nhầm thì ghét bỏ Ven, tội cho Ven quý chú anh chị. Thì đôi lúc Trường cũng có nhắn tin và gọi điện hỏi thăm Ven. Thì ngày hôm qua Trường cũng có gọi hỏi nói chuyện với Ven, thì Ven nói là Ven bị em gái bốn mắt lừa, em gái chọc đầu bốn mắt lừa nữa. Thì Trường không biết là lừa việc gì, mà Trường cũng chưa có nghe nói, là chưa nghe Ven nói trực tiếp ra. Thì Trường chỉ là hỏi thăm thôi. Còn cái vấn đề chuyện của Trường này kia nọ thì quý chú anh chị cũng đã biết. Thì Ven bây giờ là cái cuộc sống của Ven á, thì Ven tự Ven phải lo lắng được cái cuộc sống của mình. Nhà cửa đã ổn định rồi thì Trường cũng không muốn là để mà Ven đi theo Trường để chịu cực chịu khổ gì. Ở nhà thì có cái đã tạo kênh mới, kênh cho Ven rồi, thì Ven tự đăng lên. Thì lấy cái quý cô chú anh chị yêu thương, thì quý cô chú anh chị xem Ven, thì Ven được có một ít kinh phí từ kênh YouTube đó thì để mà có thể nuôi sống được bản thân. Rồi dư ra nữa thì có thể qua bên thăm con rồi này kia nọ. Thì Trường cũng đã nói với Ven vậy rồi,
Thì ven thì không biết, thì đầu năm thì ven được bạn Thoại rồi dẫn đi đây đi đó, thì trường thấy cũng đi tùm lum hết rồi, không biết vì sao mà lên gặp em gái đầu trọc bốn mắt nữa thì trường không biết, cái đó là chuyện đó trường không biết thiệt. Rồi lên trên đó thì muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, trường cũng giờ cũng chả quan tâm với chú anh chị. Giờ mình mẩy trường chỗ nào lành lặn đâu, nó đâm nó nhắc nó nhéo đã là thôi, chứ giờ đâu có ngại gì nữa đâu. Rồi bị lỡ giống như bị đứt tay đứt thêm miếng nữa cũng sợ nên kệ. Chủ yếu là mong quý chú anh chị cũng hiểu cho trường và thông cảm cho trường thôi, chứ ngoài ra trường cũng chả có suy nghĩ gì nhiều về vấn đề đó. Mình sống mình biết mình và biết người thân như bên đây mình, và biết quý cô chú anh chị thương yêu trường là được rồi, chứ ngoài ra trường cũng chả quan tâm ai nói ai chửi gì cả. Giờ lớn rồi đâu phải nít đâu, ngồi nó làm mấy chuyện rùi bu đó hoài quý chú anh chị. Kéo ở đâu ta? Đây là đang đi trên clip nhà của trường để kiếm ít cá để chiều nay bầm dồn có qua với chính chị ăn cho nó qua cái khổ. Xuống kéo hả? Xuống kéo hả? Kéo rồi. Quậy, ba xuống tắm luôn. Đây với chính chị, đây là ông ngoại trường với lại ông thứ ba đang kéo lưới. Kiếm ít cá tạp cá rồi về mình bầm nhồi khổ qua rồi. Sống cuộc sống ở miền quê là vậy quý chú anh chị. Này đây ông ngoại với lại ông ba đang kéo quý chú anh chị. Kéo lưới là vậy đó. Ở đây dưới cái đường mương nhỏ này chủ yếu là kiếm mấy cá nhỏ nhỏ thôi, cá phi, cá sặc, rồi lòng tông. Cá bậy bậy vậy quý chú anh chị, thì để về giống như mình cá tạp nhỏ nhỏ thì mình bầm nhồi khổ qua. Chắc lòng tông nhóc rồi. Lòng tông nhiều lắm ngoài. Tài lưới ông ba bự dữ ta. Phen mất. Ốp vô rồi. Lên cái làm chừng làm một kéo cái làm nít lòng tông thôi đủ rồi. Kẻ đâm nhóc rồi. Chính đầu lòng tông nhóc nè. Trời ơi. Rồi ở dính trắng giả luôn rồi. Rồi có lòng tông rồi, có lòng tông. Cá nhiều lắm đó nha. Cá bự bự luôn nha kìa. Có cũng có cá sặc cá phi quá. Ồ nhảy ra ngoài kìa. Ủa chúng gì thấy không? Cái tay lưới này mà đem qua trong người bệnh kéo cái hồ không cái chắc đã không ta? Ngoài tay lưới này đem qua hồ người bệnh kéo cái chắc đã lắm. Chưa. Cái này mà đem qua bệnh kéo với hết cá hồ nhỏng luôn, mấy cá đó nó bay dữ lắm. Bữa con kéo mà cá nó bay bao nhiêu cá chim bay vậy. Ốp đây một cái. Nhảy xuống. Nhảy xuống quậy đi. Rồi muốn quá chừng luôn. Này mà có cá sặc cá lòng tông của chú anh chị. Về cái mình bầm ha, nhồi ốp cho nó thiệt ngon. Khổ qua cái mình nhồi vô hành với lại cho trái dừa vô hầm. Trời ơi ngọt, thứ gì mà chịu cho qua nổi. Tới trứng luôn ngoài. Ủa tới quỷ luôn, tới đẳng luôn. À ốp vô nè của chú anh chị, giờ là ốp lưới ha.
to lưới này dài ghê thiệt sức. Ở trên có miệng chài không ba? Ở trên nhà có miệng chài không? Bữa nào sắm cái miệng chài để dành đi chài đâu. Kiếm cá đồ ăn đỡ tốn tiền chợ. Đó. Dở lên cái là làm 1 lít lòng tông nè. Làm kiếm 1 lít lòng tông thôi. Ôi cá sặc nó nhảy kìa. Đó, trời vô rồi. Lòng tông nhóc rồi. Ú, trắng giả. Quá trời ơi, trắng giả. Từ từ thôi. Trắng giả lòng tông hết rồi. Trời ơi, đã hết sức đã. Trời ơi, lòng tông vũ bay dèo dèo luôn. Lòng tông này chắc hơn lít á. Lưới một hơn lít lòng tông quá. Thấy trắng trắng đầu hết trơn nè. Bài giống mấy bài quá trời. Nút lưỡi đó ta quý. Nút lưỡi cho nó tỉnh quý. Trời ơi nó băng văng kìa. Trời ơi trắng đầu chưa kìa. Đã sức chưa. Trời ơi. Trắng vũ vũ nhẹ nhẹ quý. Trắng đầu hết rồi. Đừng mít lòng tông là ngon lành luôn. Tông kho khô tiêu à, chút nữa mới mua bột thì chiên nữa mà chiên ngán ngán quá nhồi có qua cái là ngon nhất. Trời ơi văng lên bờ luôn quý anh chị. Trời ơi văng này nữa nè. Lòng tông này nhỏ 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 vậy nè, ăn hành đỡ xương. Quá chừng rồi. Lấy thao lấy thao. Trời ơi quá trời. Quá đã rồi. Nè, giật đi. Cái rô, con hồi vô nuôi. Hồi bỏ vô nuôi. Ồ. Nhiều chứ bộ. Quất cái nữa hơn nửa ký á. Một lưới một là đuối luôn nè. Ký á. Rồi. Múc cho miếng nước vô ơi, hất cho miếng nước vô cho mấy cá rô sống ơi. Nó trắng giả trên kia chừng. Rồi. Đưa bổ đây. Hấp vô. Đó. À. Rồi bữa dính chạy. Một lưới một nè. Cá rô con nhóc luôn hồi bỏ về nuôi. Quá trời luôn. Cá rô con nè. Nhóc luôn hồi nó về cho bỏ vô hồ nuôi. Phi con con. Phi con rồi hồi thả vô hồ nuôi. Dứt lưới đằng kia. Ủa hồi nó kéo vô cái nữa hay sao ngoài ha bỏ. Nhỏ nhỏ bắt quen cá rô vô nuôi. Bỏ vô hồ nuôi. Sao không?
giờ kéo đây cái kéo dài ở nhà của chú anh chị là cũng được mới ạ. Bởi cái lưới ông Ba rộng bữa kéo qua bên clip của ông Mười bánh kéo đã ha. Cá nhóc. Lưới này là lưới kiếm tiền của ông Ba của chú anh chị. Có tay lưới này là ngày kiếm, nếu mà có vô kéo cá là ngày kiếm được 100-200 ngàn tiền cá. Bây giờ kéo đâu không Ba? Bây giờ đi kéo đâu không? Bà bệnh hả? Bà bị gì? Ông Ba đây là làm phụ hồ cho nhà trường của chú anh chị. Ông Ba rất là tội, ổng xiên quá. Bây giờ vợ bệnh rồi không có đi kéo lưới kiếm cá để bán được của chú anh chị. Cái đó cây xong kéo. Sexy rồi. Quý rồi, thọt xuống thọt hang cá lô kiến quý. Vòng vòng đây cá lô kiến nhóc. Quá trời ơi. Quá trời rồi, lần thứ ba kìa. Để em mơ giữ rồi. Rồi kìa. Đâm dưới kìa, bực dưới kìa. Cái đầu cây con vô xịn không rồi quý. Từ từ nữa. Để ông Ba tiêu vũ từ từ tới. Căng lên quý, căng lên, gom lưới lại từ quý. Ôi, bay ra ngoài. Quá trời. Sao rồi trắng giả chưa? Nhảy ra con, giả không lên. Đứng đi rồi, ông Ba vũ thì có à. Không cao lưới lên. Cái này chắc đầy xô nãy luôn quá. Than nhiều với lạc rồi lạc đã luôn à. Vì sao mà giữ á? Lướng đây đi thẳng rồi ta chậm á. Cái gì chúng có chứ hồng tông rồi thôi. Hồng tông mà đủ kho khô. Trời ơi trắng tươi đã hết sức đã. Bữa giờ nuôi mà. Của ông Ba đó. Mình là lòng tông này, lòng tông nhà nuôi mà. Đó, trắng tươi luôn kìa. Cái gì cũng nhà làm hết không? Cái gì giờ cái này lòng tông nhà nuôi. Bán làm cái gì cái nhà làm hả? Nhà làm. Bài báo rồi. Dằn mấy con cái nha, mấy con lòng tông nhỏ hay dằn ra ngoài. Để con chở cái đầu con hẳn hẳn lên chút nữa rồi, nó quên rồi. Trời trời, càng vũ cái nó lũi lại, cái nó đâm cái lũi rồi. Tôi đi cầm cái đó đi. Có cái nhầm trong đó kìa.
chẳng lưới luôn. Bay không à? Vũ ăn nó mà. Đâu cái kia. Ô anh tôi vợ vợ lên. Trời ơi, đủ đã. Trắng luôn. Trắng nửa thao luôn. Trời ơi kìa. Trắng lưới cho nó trống cái đã luôn. Quá chừng quá đất rồi, trắng tươi luôn. Cái nét ra chứ ba nó sạch nữa ba. Để xuống đi. Để xuống đi. Nhồi 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 hơn đúng lòng trong nuôi luôn. Thấy nhồi đã không? Quá trời nhồi. Ở đây trời nắng đó mà. Không. Ta đang làm gì không ơi, tại ngang qua đi ở cổng chết đó. Ê ôi cái này mình đi rồi. Ôi ôi nhìn đã. Kêu Ngọc riết lên đang mau lẹ về phụ lặt đó. Kêu hai con tắm con cám lên. Thấy mê không? Trời ơi cái kìa. Này nuôi mà. Này bầm ha, nó dai nhắc ra bầm cho nó dai ha. Tiêu tỏi hành. Wow cái kìa, trời ơi đứng kìa hả. Nhìn ghê không? Nằm trong nhà nuôi. Nằm trong nhà nuôi đó. Nhìn đã ha. Hơn cái giống nữa. Rồi đưa gỗ xuống vớt. Ông ba giữ cho nó sạch nó dính sình ấy đi. Lòng tông này kho khô, khô tiêu. Chỗ đó đâu mà còn dơ đó, rồi dơ hút chỗ đó bỏ. Kho khô tiêu, mới bằm một ít nhồng khổ qua còn ít kho khô tiêu. Cái này mới chiên bột cũng tới luôn á. Đưa gọi xuống tất, quý. Đốt. Đáng ba giờ con gỡ cái yếu quá tính là hồ một cái á quý ha. Trời ơi, cái kìa, đường ba không xúc một cái là... Xúc cái là vô thao luôn á. Vô đây. Để cái nửa gỗ luôn. Trời ơi, cái này dữ hơn bữa kéo nữa à. Dữ hơn ở đây cho tới trọng hơn. Dữ hơn rồi, quá trời. Được rồi, hồi lên vũ tiết mà. Một thao luôn. Mấy ký á. Dép chắc đi xuống đầu kia gì. Đó, như đây là thấy là khỏi đổi tốn tiền chợ thấy chứ quý cô chú anh chị. Thấy như đây thôi là thấy đủ tốn tiền chợ rồi đó. Như đó là ra chợ mua cũng tiền không á. Bữa mẹ chợ mua nhiêu? Lạng nó 40-50 ngàn không? 40-50 ngàn cái lạng chứ hơn. Lạng 40 ngàn lần ký tới 400 ngàn hả? Ủa? Nhiêu? 300 gram thì mẹ mua một bữa hồi sáng rồi. Ôm quý. 300 gram nó 3 ngàn, 30. 100 gram 10 ngàn cái gì? 100 gram 10 ngàn là 1 ký 100. Đi. Chưa kéo căng ra cái gì? Trời coi, tổng cái lưới này thì nó vừa. Cái này mà cạn xuống chút nữa hang rồi kéo nhất luôn. Mấy bữa trước cạn không ngoài thì nó nhất luôn. Hôm qua là nó cạn hôm nay thì nó vừa. Hôm qua cái mùi mỗi khác là quá trời. Mới mỗi vừa nó cạn rồi. Đây thì đi xong đạp chết. Cái cạn á, cắt mua này nè. Kêu qua xe rồi nhóc luôn á. Rồi bóc nuôi cá giống rồi đó, thả mấy ít cá giống xuống nha. Cái này chắc nuôi bóc ngang qua 2-3 khúc quá không ngoại.
hả? Chắc ngăn ra 2 khúc 3 khúc đi chứ nuôi 3 loại cá khác nhau chứ nuôi một hồ vậy một loại cá còn sao được. Khúc trong đó như tai tượng, chặn lưới, mua bạc chặn ngang đắp bồ lên. Cái người làm cái nhà sàn nuôi gà trên sàn cho nó mất 100-200 con gà thả vô đó. Này phải làm chuồng lại mới được chứ để gió vậy gà trúng gió chết hết. Rồi nhúc với trồng sen rồi. Sen nhảy rất bích hồ luôn quá. Ờ kiếm củ bông súng, ông ba ơi. Biết chỗ nào có bông súng không? Củ bông súng. Đem mấy củ bông súng thả xuống này có bông súng ăn. Nấu canh chua rồi. Ngu đó hả? Rau muống này chỉ bóp gỏi thôi chứ làm gì giờ. Hồi nãy giờ không mò cá lóc kiến hả? Cá lóc kiến này nhiều lắm luôn á. Từ ở trong mí đó ra đây một khúc là nuôi tai tượng. Còn đây ra ngoài giữa kia nuôi cá rô phi. Còn khúc ngoài nữa nuôi cá trê. Cá trê nó quậy chắc banh cái đất này luôn, có đầu hang. Còn gạo khúc nữa, khúc ngoài kia gạo quý. Nuôi quý hả? Cho nó ăn chuối hay gì? Chuối. Chuối xanh nữa không? Chuối xanh nó ra đó. Làm năm kế quán. Không, cho nó ngay chỗ cái cầu đó, nhà sàn đó có bốn chách sẵn rồi, muốn làm cái nóc lên cho ngồi trong đó thôi. Thì trường kính mong quý chú anh chị mà mốt ủng hộ kênh này của trường để trường làm mấy cái video vlog ẩm thực cho quý chú anh chị xem. Thì ở quê thì hương đồng cỏ nội mà trường sẽ làm mấy cái video mà ăn uống kiểu dân dã miền Tây đó quý chú anh chị. Thì quý chú anh chị có đồng ý thì ủng hộ trường thì mong quý chú anh chị bình luận phía dưới. Thì ở đây trường cũng có mấy anh em đây thì mong muốn là để cho mấy anh em ở nhà làm cái này. Còn cái kênh trường vlog đó, thì trường hoạt động là bên về tâm linh với lại là thiện nguyện. Còn vườn bắp xanh cảo luôn. Nó ở đây là bắp nè, rau, rau xanh nè. Quý cô chú anh chị mà có ở xa mà có về Trà Vinh á, nên ghé nhà trường chơi. Thì ở nhà trường thì trồng rẫy, trồng đồ này kia nọ thì rất là nhiều. Thì sắp tới cũng có một vị khán giả ở bên Mỹ ha. Quý vị khán giả bên Mỹ về để xuống Trà Vinh chơi với trường. Về thăm trường luôn. Thì cái cô này cổ coi trên kênh của trường á, cổ muốn thích về cảnh đồng quê nha quý chú anh chị xem. Thì cô đó về không biết ở được mấy ngày nhưng mà chắc vài ngày nữa lúa cắt lúa rồi hay là có chuột nè, có đủ thứ loại đồ đồng. Quý chú anh chị thích cái gì hay là muốn cái gì ở phương xa ở Sài Gòn á, muốn ăn cá đồng hay là khô ha, như khô cá lóc, cá sặc nè, rồi những cái đồ gì mà quý chú anh chị đồ đồng mà quý chú anh chị muốn ở trên phương xa mà muốn ăn á thì nói trường sẽ đi. Rồi kéo nó gọn gọn lên. Thì mỗi chú anh chị hãy đó mấy bên đó có rau muống rau nhút đó, kéo lên luôn. Ngồi nó, này không có tép bò ấy, này không có tép bò. Thì mong quý chú anh chị cứ liên hệ với trường thì như đồ đồng quý chú anh chị thích ăn cá, ăn khô, ăn mắm. Ở quê trường thì có đặc biệt là có mắm bù hốc với lại mắm cá linh. Mắm cá sặc rồi quý chú anh chị. Ai mà thích ăn mắm thì quý chú anh chị cứ liên hệ với trường ha. Thì ở dưới đi quê, ở quê đây thì chủ yếu là sống nhờ bằng đồng ruộng mà chú quý của chú anh chị. Chuẩn bị là mẻ cuối nè, đầy thao luôn đó. Tắm ruộng không ba?
Nó ốc cơ, ốc trong đây. Nó ốc kiếm ít cây ra ngoài. Tre hay cây gì để làm cái nhà sàn đây, làm cái chòi á. Nấu ăn. Ở trong kia sâu quá. Trong cái ao trong của mình sâu hút sao làm được. Ở đây đóng bốn cái trụ xuống, cái lót dán lên làm nhà sàn, làm khung bếp để làm một cái chòi nấu ăn. Nhỏ mấy con câu lên, nhỏ mấy con câu lên quý ơi. Này nhóc, lưới này là lên ăn mỏi luôn. Bữa hổm nói lòng tông chú Hùng bắt nó chợ đâu mà có cái món này ngon quá vậy trời. Ngoài bữa ngoài tôi khoe nó trời thích hà không. Ngò đứa thích hà. Thật sự thì ở Sài Gòn ta thích về ta kiếm mấy cái cảnh đồng quê kéo lưới à. Quý chú anh chị mà ở trên Sài Gòn mà muốn về quê miền Tây trường chơi thì quý chú anh chị cứ sắp xếp thời gian về cho trường hai trước. Rồi trường chuẩn bị như là cái nơi mà kéo cá, bắt cá này cho quý chú anh chị luôn. Rồi để mà trải nghiệm lội xuống dưới kéo lưới vậy nè, bắt từng con cá lên ăn quý chú anh chị rất là ngon. Bỏ sức lao động ra lên thành phẩm ăn ngon lắm. Bữa chú Hùng á, thỉnh nhậu xỉn trường thời gian đi bắt ốc nó chờ đem về cầu kè luôn. Cho em rể của ổng ăn luôn. Trời ơi, không bắt á. Bắt qua áo Pháp à? Ờ. Rồi chừng nào khởi ấy. Khởi anh. Khởi anh. Cho chị, tụi con gặp. Ủa sao không xác chưa luôn? Ở đó có cây không sao không xác chưa luôn? Tụi con rảnh, tụi con về làng nó chậm đúng đây. Ê, hỏi quý chừng nào khởi hành làm cái nóc ở đây nè. Mày lấy lá chuối đắp vô. Lấy lá chuối làm cái nóc cho nó ở được mình nó được rồi. Cái cầu này không có đi nha quý anh chị. Cầu này không có đi nha. Để làm vậy thôi chứ không có đi. Trời ơi, hụt đầu rồi, kéo không lại. Quay 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 lại mất tiêu, không chịu nhiễm mất tiêu. Đó, mẹ cuối. Mẹ lưới cuối cùng. Dở lên không có con gì cười bò lắm. Rồi, rồi, rồi. Rồi, không có con gì thiệt rồi. Rồi cá bự. Đúng không à? Rồi tiêu rồi, tiêu rồi chú ba ơi. Kìa nó nhăn nhăn đằng đẳng kìa. Nhân kia đằng ngoại kìa tép bò cái thấy nó lạnh luôn kìa. Tép bò. Tép bò nhỏ quá sợ nó ra không? Còn cá bự không à? Ê nó bay má. Dậy dậy lướt lên, dậy lướt lên. Bỏ cái cần câu ra đi. Dính lưỡi rồi. Hả? Dính lưỡi câu hả? Lưỡi câu đâu ra? Hay gì trời. Quá trận rồi chứ cái chuyến này quý chú anh chị ơi. Quá trí rồi. Cây cối nhóc trơn. Bài hả? Cà phê gì vậy? Nhảy xuống đảo bên bển đó quý. Cá bự dưới á. Cá bự dưới á, mà mới nhảy ra. Lấy cây ra quý, lấy cây ra phụ ba quý. Đó, mấy cây nha, dính lưới đó. Mấy cây trong lưới nè, mấy cọng rau rồi đó. Không có. Không có. Bên đây nè, dồn về bên đây nè. Ít thì sao? Không, 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 chưa xong á. Dôm lại chắc cũng hơn lít á. Trời nó chạy trắng nước dưới đây nè. Nắng hả?
lấy không chịu lấy nón nè caramel. Trời ơi, văng à. Mẹ này hơi chắc hơi thất bại quá. Trời cá bành bành đó, ngoài lại dính. Dính lóng trà bên đó. Ngớp lên cần con cá sấu à. Ủa, cá sặc bự, sặc giấy. Lấy rổ lại tức, quý. Được cái sạch giấy bự chà bá. Trời ơi, trời quá trời. Ít hơn nãy. Cũng được, không ít. Cái sạc dính đầu xin luôn. Đấy, bóc cá sặc lên. Rồi nó bầm. Trời ơi, cũng nhiều chứ bộ đâu ít đâu. Cũng được bộ. Vậy mà không có cá bự ăn cá phi rồi. Cá phi bữa nay không có ha. Tép bò, lương mẻ cuối tép bò nhiều. Thôi cái thác lát cái gì không anh? Cá phi, ủa cá sạc. À. Rồi tép bò quá trời luôn. Ồ, tép bò này được đừng lọc. Đứa nào xuống đếm được nhiều con. Quý xuống đếm thử được nhiều con tép bò quý. Đếm cặp đây, nhiêu cặp. Nào đếm xong đi được đi chơi. Trời, cũng được chứ đâu ít đâu. Tép bò chủ yếu kéo tép bò lại. Rồi đưa gỗ ấy. Cầm cây đưa. Rồi. Đúng rồi. Như là cũng hàng tất mà. Trời ơi, cái sạc con. Cái sạc, trời ơi, cái sạc con nhóc chân vậy. Rồi. Rồi lên luôn. Rồi. Lên, nắm tay lên. Vô kéo cái đó cá không ba. Kéo cái mừng nhỏ trong cái nữa. Chù, một thao luôn đó quý chú anh chị. Trời ơi là trời. Có ai ăn ngon để trừ ship lên cho nè, một thao cá luôn. Cá sạch đàng hoàng nha. Đông đảo không quá. Ôi, có kéo lưới gì đó kìa. Có kéo một tờ mình đó nữa. Ôi trời trời cái này. Hôm nay nhiều hơn bữa đó. Quên hả? Ai không thú, bỏ tôi. Đấy là bà ba mới không bạn không lại ở trên cảnh ăn bà cái dừa dừa mắm không? Dừa mắm không à? Nay là vô mắm rồi không? Nay có cá kho tiêu rồi. Xuống đây kiếm chừng 2 cá lóc nữa được rồi. Thấy nước trắng trắng vậy tự không có kéo cái nhóc chưa ta. Quay lên cho chú Hùng thôi, Hùng Bắc. Ấy dạ. Bữa ông về đây mà bữa ông về mà không có kéo lưới cho ông ăn. Ủa nha. Ốc đây thiếu gì. Ông ốc nuôi ốc bu nữa. Làm chừng 2 giờ ốc bu nữa. Thẳng lên mà. Ông ốc trường mà có mở ra giống như là cây nhà lá vườn quý chú anh chị cứ về đây.
ốc bu, ốc pháp, cua đồng gì cũng có hết trơn á. Cua Bắc Kinh. Cua Bắc Kinh, cá Bắc Kinh nữa. Cua Bắc Kinh, cá Bắc Kinh. Ở Việt Nam là có cua Bắc Kinh đó nha. Đi nha. Vô. Đi đâu sàn sàn ở đây mấy cha. Đi. Hai cái bông xua đũa quá trời, ba cái bông luôn nè. Ngọn ba có hái chả đâu không? Lại đây review hai cái bông xua đũa rồi Tuấn. Hai cây bông xua đũa này là trị giá là vài triệu đó. Bông nè. Hái mà ăn không hết á, ăn không kịp của chú anh chị là nó ra liên tục vậy nè. Nay trổ nổ trơn rồi. Ừ. Rụng trắng đất rồi, nay nó bị nè, quá chừng luôn hai bông xua đũa. Đây lên cây nữa nè. Giờ nó muốn tàn hết. Bông xua đũa này nấu canh chua nha quý chú anh chị, là hơi bị đỉnh luôn á. Nhà trồng có hai cây mà nó lên vậy đó. Rồi bên đây trường có hai cây bồ đề. Này quý chú anh chị. Này là cây bồ đề này là ở dưới dưới chùa. Bên chùa mà kêu bằng chiếc chùa gì ta? Đạo chùa Đạo Hiếu Nghĩa. Là cây bồ đề này trong chùa nè, là cái cô kia có cho trường á, cái cây nó chút xíu xíu mà vừa lú mầm lên thôi. Mà giờ trường trồng nó lên vậy nè. Mấy tháng rồi ta? 2-3 tháng vậy, 2 tháng rồi. Còn bên đây. Bên đây là của ông ba đang kéo lưới của chú anh chị. Đó, cho nè lên cặp song sinh hai cây bồ đề, nhìn đẹp không? Cây bồ đề này bồ đề suông nè, nó sẽ lên suông thuộc luôn, tốt mịch luôn của chú anh chị. Ở đây thì có trước mắt trồng ba cái rau này, trồng ba rau này. Xả ở đây mới của chú anh chị biết cái cây này không ta? Chắc nhiều người miền Tây sẽ biết cái cây này. Cây này cây gì vậy Tấn? Phải ông nội chứ tôi biết không à. Bánh xèo. Bánh xèo. Cái hồ đây mới mốt chừng mới vét lại của chú anh chị. Vét cái hồ lại thả chừng cái với cái tài tượng mà cái giống thả chắc chừng tấn cá xuống. Ha. Thả chừng tấn cá xuống dưới đó là vô địch luôn. Thì nhà của trường hiện tại thì ngưng lời với chú chị, không có làm nữa. Nói chung là vậy tạm ổn. Thì trường ngưng cái công trình lại, không có làm nữa. Để chừng nào mà có tiền thì trường mới làm. Nói chung vậy là đủ che nắng che mưa của chú anh chị. Đây thì ngoại trường mới đổ thêm mấy cái lớp bê tông này để dành làm mấy cái tam cấp để đi lên đi xuống cho dễ. Ủa kéo qua anh bển nha, cá anh bển nhóc cho. Kéo bốn lưới đủ ăn luôn. Bốn lưới được nhiêu đó đó. Ông ngoại nói mà bùa kéo cá hồng tông chơi, ông cự rồi, ông nói hồng tông mà ông chơi. Ông biết món mà món mặt sản luôn. Sản vừa ra. Sản là gì? Đặc sản đó, lòng tông ta nuôi đó. Lòng tông nuôi của người ta đó. Có tóc bò. Trời, cá sạc nhảy ra ngoài vậy? Trời ơi, có lòng tông kìa. Uổng chứ hả? Ngồi lấy con lon về. Được, 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 đừng cho ông ba giữ rồi. Ngồi nó lấy con lon về chổng kho tiêu ăn cơm. Mà cái đó là ổng cho mày. Trời ơi, ăn có hết đâu mà ông, thiệt tình. Ăn nào có hết. Trời ơi. Đã không? Quá trời ơi. Vậy mà hôm nay không giấu rồi, giấu tao. Trời ơi, người ta ủ cho bữa giờ nó hiểu được nhiêu đó trứng đó. Hổm nó cạn, trời ơi, thôi. Nước hổm giờ, hổm kéo lưới cho ngày nó nhiều. Nước cạn nó tập kinh vô. Đã không? Trời ơi. Được, cứ lưới vậy là làm 2 lít, lưới làm 2 lít. Oh.
trời. Không có gì kéo bọt lòng tông lên kho khô tiêu hang hang rồi canh canh gì anh Dũng? Canh bùn ngót gì đó. Bùn ngót rồi hang rồi nấu rồi canh tập tàn bởi tới luôn á. Tới giờ sỉnh sỉnh rồi ha. Trời ơi. Quất lưới một lít quê ơi. Bốn lưới thằng Thao mà. Bốn lưới thằng Thao á. Thôi còn mấy con bỏ đi không ai thả cho nó sống đi. Anh Dũng thấy hết hồn chưa? Gách gách gách. À, cậu Dũng hồi chút lấy về lon kho khô tiêu ăn. Quá trời, quá đất rồi, này ham này lặt cho đã luôn rồi đó. À, giúp nhau ngồi lặt đi. Quay phim chụp hình hả? Rồi sao? Quay cánh đồng lúa đây. Quay lúa trái đó kìa. Lúa tới tới ăn rồi mà chưa được ăn nữa không? Kiếm kiếm bịch nè. Anh còn đi lên xong ruộng nữa. Ngồi nó vô lấy. Rồi về ghé xuống giống như con không? Quá trời ơi. Thấy cái mèo anh Dũng. Thôi bớt nước miếng nhiễu nhảm lum chân không? Cá chưa làm nhiễu nước miếng lum chân là chết luôn rồi. Rồi làm như tao thèm dữ lắm nè. Mà thèm thiệt nè. Tao thiệt đúng không? Cực khổ được như đó đúng không? Cái này hiếm lắm anh Dũng. Trời ơi, lạng mấy chơi, mấy hai chục. Giờ đi chợ đó bán. Hổ nào không có đây lưới mà ông giấu. Đâu có đâu, lưới con bà. Bệnh, không có xuống. Lưới, ê, lưới mượn. Ông nghe nhậu được chưa ông? Ông nghe nhậu được chưa? Lụm chứ dễ gì không? Hái cho ông ba chứ nhà ăn có hết. Làm cá đi trời ơi. Thôi, ginh sao cá vô. Cá đi quý chị ơi. Dạ bữa nước cạn nữa. Này có tay lưới con ba rồi mốt có gì xuống đây. Giờ là rửa cá với chúng chị, nãy giờ làm được mớ rồi. Mà lúc làm cá thì cũng có quay cho quý chúng chị xem. Giờ là rửa mấy cá nhỏ này, mình rửa lựa ba cái rong riêu ra, xong cái mình lấy cái mũi dùa chà nó cái cho nó sạch cái bụng cá nhỏ thôi. Tối quá bật cái đèn lên. Bốn mùng ba, bốn mùng ba với nữa, bốn mùng ba vậy, bốn mùng ba con lên đó rồi. Không sao, báo gì tối á, cái tối cũng lên mà. Bữa lên lấy gà về đúng rồi. Cái bữa mà có anh hiểu không? Bữa đó. Thì đó, bữa nói lấy gà về đó. Quay về lấy nghe được. Ê. Đây là thành quả cá lồng tông chiều kéo lưới của chúng chị đang chiên. Bữa này là đang nhồi khổ qua hầm nước dừa. Khổ qua cũng tế rồi, ngon mới luôn á. Trời ơi, cái tay kìa, ăn được vậy cha. Rửa tay chưa? Nhão đó chứ. Trời ơi. Chết luôn bạn tôi. Sớm ra kêu bạn cá thì ngon lên cho trời nữa. Trời ơi, ăn vậy luôn hả? Có khói luôn. Ngon, thấy nhà trường đông đúc con quý chú anh chị. Lời đại hội luôn mà. Ghê làm gì mày? Vừa làm vừa ăn cá sống gì cha. Nắng bờ đi. Quế tại sạch. Vâng. Quế tại sạch rồi. Thử cục quý chúng chị. Cá đồng ngọt lắm. Mình có tương ớt mà. Ở nhà sau á còn rồi rồi. Tính tương ớt ăn. Y bà quý chúng chị. À chê cái này. Chấm miếng tương ớt ăn thử coi. Ngon. Ngon. Có tương ớt cho bác thấy mùi thế. Cái gì mà bự vậy không có nổi. Nhỏ đâu mà ăn được á. Em mỏng thôi.
Trời ơi, mấy nãy ở dơ quá biết vậy. Coi nè, đồ ăn mà nó làm như là chọc xình nhớ nó lên xịn luôn á. Làm mình chẹp nhẹ nhẹ một lấu. Trời ơi, gỗ này, gỗ cho mạnh luôn à. Không có mình làm gì vậy có chừng hết dữ. À, bò bò rồi vô. Trời ơi. Nhà trường thì về đó có chúng chị. Nhà thì có được mấy mấy bạn cả. Rồi thì thang, thang mua thang phỏng dầu. Mỏng rồi, mỏng rồi. Chứ không mỏng rồi, không được. Muốn dẹp mà dẹp không được. Quá nhẹ sao mình để cái trứng chịch vô với cán. Dạ, 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 vừa thấy vô cái quỷ bằng nhà. Cái này còn gấp ra được, chưa gấp lên. Ở cái này gấp ra được. Đó, gấp cái có bột ra đi. Không chiên lửa nhỏ chín hết trơn. Giữ à. Bạn Phúc Rambo. À, bị danh chết danh Phúc Giang Hồ Rambo. Phúc Rambo là từng làm chuyện gì gây án mà để cho cộng đồng mạng lên nói với bạn Phúc Rambo. Quay vô một cút điện thoại thôi mà làm gì căng quá hả? Đã không có con được quay nha cả. Đây là cá hầm cổ quà của chúng chị. Trời ơi, cục thịt. Thêm nước không? Thêm nước vô má ơi. Chị đó chị dụng nập trên luôn rồi. Trời ơi. Lấy đũa lấy giá múc ra. Không để em mơ. Quay á. Không có ai đây đó. Sao? Chị 1 2 3 4. 4 đầu bếp. Con được cái quậy để trên đỉnh nó nhà bằng bên rồi con hả chở chưa gì cái con chở. Để cho nó mềm á. Lấy lại còn có cái sẻng nhở? Lấy cái sẻng à. Cái sạn. Cái sạn hả cái sẻng? Cái sạn xúc cát hả? Lấy cái giá xúc cát được vậy xúc cát. Lấy cuốc đè xuống. Rồi. Đè vừa nghe. Đó. Trời ơi gì ngon quá trời. Từ từ. Đang giống người này. Cục nhỏ lại bạn ơi, nhỏ nhỏ lại chứ vậy tốn lắm nha bạn. Cái này sao bỏ vô? Nhỏ thôi thằng, có cái cục bự chập bá vậy không? Nước thôi nhanh lên, nước thôi. Đỉnh à? Đó, để cho nó vàng đi con hả, chở. Má không phải nó chỉ nhanh nữa mà. Muốn cháy nhà nữa. Muốn cháy nhà nữa. Được, được, tôi còn chia tay. Đập băng ghế luôn trời, đẩy ghế luôn trời. Ông ngoại không coi gì, ông ngoại ghế rồi. Xe. Coi đưa xe đưa xe. Ui. Nó, về xuống. Rồi. Làm mới cái lồng tông này hơi bị lâu luôn chú anh chị. Nhưng mà làm ăn thì nó. Trời ơi, chị ăn tới đâu rồi? Ôi kìa, bạn tôi, bỏ trời cái tay bạn tôi rồi. Rồi bỏ cái thao vô chiên không bạn? Chưa, cái thao nó phải bột chứ. Không, bỏ cái thao mà Phúc kìa, còn dính trong thao nhóc kìa, bỏ cái thao vô chiên luôn. Để giá gì, mẹ. Quá trời bự rồi. Bự quá rồi. Ở nãy hả quên bỏ một ấy vô Tứng. Dính nhạc không rồi. Nghe cái nhạc không rồi. Không, tắt nhạc. Nè, chọn chọn, chiếc cho nó ấy hả? Ừ. Cái này sao chứ mình bỏ vô luôn. Chưa, chút xíu cái này nữa. Cho nó chín cá này nè bỏ. Này là xay cá luôn rồi chứ ăn gì nữa. Xay cá luôn. Vét hết cái dòng thao sẵn tay con vét hết luôn. Rồi, trộn cơm ăn luôn tới. chưa à, lấy khổ qua thịt giờ thịt bó khổ qua bỏ cái canh nè. Nó chưa có sôi để cho nó sôi. Quân Phúc Phạm đó thì... Tiệt phẩm nè, trời ơi, coi nè. Giống phẩm. Tiệt phẩm. Siêu phẩm. Cái này là khổ qua bao tâm thiên nè, đang khui lùi á. Thịt gối khổ qua. Không, cá hồng tâm á, vậy phải để có phi không chồng. Tay dơ dữ không? Ờ. Lúc nào lấy như ý thì thôi. Trời ơi, không phải. Cái này là người sao làm ra giống vậy. Đúng rồi, chủ sao giật vậy. Người là sao mà. Nè, đây cá của chúng chị không? Nhìn hấp dẫn.